Anh đây. À, ngoài những phiên bản iPhone 14 vàng nguyên khối của mình trước đó thì mình có một phiên bản nào đặc biệt hơn nữa không anh? Con bé này nè, thấy anh cầm điện thoại iPhone 14 đặc biệt vậy nè, cái hỏi anh luôn vậy đó. Đây, anh đang cầm luôn đây. Đây là cái điện thoại iPhone 14 Pro Max mà full vàng. Nhưng phiên bản này khác với một phiên bản đặc biệt khác, là phiên bản kia là full lưng là bằng vàng luôn và thiết kế logo theo yêu cầu của khách. Thì đối với phiên bản này, nhẹ hơn, giá tiền thấp hơn. Khác hơn đó chính là phần lưng này, thay vì là mình làm full vàng luôn thì ở đây kỳ lân mình làm bằng da cá Himalaya, cá sấu Bạch Tạng. Em thấy sao? Đẹp không? Đẹp không? Đẹp không? Đẹp không? Trả lời đẹp. Dạ rất đó. Là đẹp. Bởi vì đương nhiên nó đẹp nên em phải trả lời đẹp đúng không? Và tất cả mọi người đang xem, nếu đẹp thì cho một cái comment là đẹp giùm em nha.